Xin chào mọi người đang xem kênh Nhà Quên TV của Tiên Ngang. Bữa nay mình ăn món hải sản hấp giá cây của Hàn Quốc nha mọi người. Muốn ăn đặc trưng của Hàn Quốc nè. Màu đỏ ao đó, nhìn vô là biết đồ ăn Hàn Quốc liền. Nè, món mình có bào ngư, tôm, trứng cá, mực, bạch tuộc đầy đủ luôn nha. Con nhộng biển này kia rồi nữa. Nhìn đỏ ao luôn, hấp dẫn. Món này món người Hàn có ăn. Mình ăn với kim chi, với lại cái nước này là nước canh kim chi củ cải nha mọi người. Cái kim chi của mình nè, rồi với bắp bắp trộn sốt mayonnaise vậy đó. Đó, nước chấm này kia đâu. Mời mọi người ăn giá hấp cây hải sản với cả nhà của Tiên nghe. Mời tôi xem Còn ăn đi một mẹ. chim nè. Dạ. Bữa nay mình ăn món Hàn Quốc đi ha. Mọi người mình ăn món Việt Nam nhiều rồi. Trời, bữa nay bạn cái áo đúng cái màu này luôn trời. Cái đi có dằn dính vô không sợ. Ủa chứ người này còn Wow. Ồ, xinh ngơ. Mùi chứ nữa hả Quốc? cao chứ mà À, đúng rồi, đây là mực nè. Để con làm cho mẹ. Để con hạt kia à, để con hạt kia. Để con chắc là tôi đi kia kia. thế tao có mà nếu có mất chân xuân hạt kia thì khá vô chứ người này Cá bột chiên ngơ, mực nang á mọi người. à để bên mình coi Ừ, thấy có xương trong nữa nè. Mẹ tiên đang vậy. đi bữa này có khai cho anh nạc cái Thịt không ha. Thì nó để tiên cắt cho, mẹ nói thôi để mẹ cắt cho để mẹ làm cho. Ngại quá. Ai hi hi. Bào ngư nè. Làm chuyên nghiệp. Xui chuyên nghiệp ha. Đây, chứ không bỏ cái vỏ bào ngư xuống đây chứ không có chứng bụng mày nè. Tôi chưa ăn mà bụng tôi đau quá trời. Thấy cái màu đỏ chét. Chưa ăn nó thấy đau rồi. Tôi sẽ... À, tôi sẽ... Này. Để cái tôi muốn cái ăn cho nó ăn. Rồi, mẹ ăn đi mẹ. Mẹ ăn đi múc ăn đi nha. Đây. Có như vậy nè. Cắp ổ chi ngọt. Quân nhi. Ý quân nhi này. À. Ồ, con mực. Sao ai á? Con mực nhà bá luôn này. Ừ. Tối nè. Biết rồi. Đây là giống như tinh hoàng cá mọi người. Cái cái cảm giống buồn chín của nó ha. Ừ. Cá ăn, ăn đi mẹ. Lên tới. Làm giá này mọi người tới. Hát tuần tôi thấy à? Nè nè. Tôi thấy tôi thấy. À tôi ăn đi bà. Đợi mà xuống ăn cho vui. Ông muốn đi người ta cứ cứ bán cái này. À,괜찮아, 괜찮아. Nên xin nên sẽ mau mua được cái này. Cắt xong đi ăn là một luôn. Cái trong chưa được. Ừ. Bữa sáng ăn. Ừ. Ngon lắm mẹ. Ăn bằng trứng kìa. Ăn đang coi cho có trứng kìa. Quay đó. Mẹ hết trứng rồi hả? Hết trứng rồi. Bạch tuộc. Nấu canh này không? Không. Nước canh này lạc lạc chua chua lạnh lạnh rất ngon á. Thấy ngon mà. Chua chua. Lạnh lạnh. Ăn kèm mấy này nó mới đỡ ngán. Cái này, này chấm vô này hả? Đúng rồi mẹ. Chấm hải sản vô nước chấm đó. Thôi mình cũng ăn trứng này, mình thiếu trứng quá trời. Làm miếng kim chi. Ừ. Đi đi chăm chú xem. Ông em ý ông thích cho ai hết gì cho. Mẹ Tiên rất là thích ăn giáp cây là mọi người Tiên biết. Hai miếng hành nhâm tương nè. Mẹ hành nhâm tương không? Chua giòn. Ngon. Giá này giá đầu nành này còn bự bự. Ừ. Ngon mà. Đó, mình về chút giá đậu đen không? Ừ. Đậu xanh cũng có nữa mà ít phần nữa. Giá đậu đen nhiều. Ừ. Có giá đậu đen nữa. Có. Đậu nành, đậu xanh, đậu đen, ba loại về chút giá được. Ghê yeah. Cốt kìa. Cốt kìa là mùi lan ta. Cái này nó không cay lắm nha mọi người, nó the the tăng tăng. Đối với Tiên là Tiên ăn cay quen rồi, nhưng Tiên thấy không cay lắm dù ăn, nhưng mà
Nhưng mà món này cho anh Ba Đông ăn ngày hôm qua, ăn không cay mà không còn lá cay, ăn cái món này chắc ổng dậy tăng tăng luôn á. Dậy đành đạch luôn á. Đây bộ mẹ con mát nè. Nó mua ăn mép chọt. Vừa ăn, không có cay quá. Tăng tăng. Này lúc vào다가 얼굴에 주사 맞았나 하더라. 누구요? 넬로. 누구? 내 아는 사람 맞아. 왜? 얼굴 탱탱하대. 아, 왜 그랬지? 살쪘어요? 아닌데. 뭔데? 살 빠지면 얼굴이 좀. 그렇긴 내 얼굴이 탱글탱글하대. Người quen của mẹ chồng con hỏi mẹ chồng con có chích tiêm gì không? Sao mặt mẹ căng bóng dữ vậy? Ủa mà không ngày ốm mà ta đáng ra ốm là phải nhăn da chứ sao ốm là căng da nhỉ? Ai cứ nói mà chim nhỏ ở cô đi chưa được sáng kia còn một chút chút chút. Cái này, mẹ có hàng cái gì mới nào mà? Cái cái theo này đi cái mình cái gì chả? Cái cái hàng gì hết? Hàng sao? Mẹ cái cái hàng 하면서 느끼는 게 뭐냐면 이게 처지는 게 없어져. 왜? 네, 나 막 이런 거 이런. 아, 여기가 많이 처져 있었거든. 네. 이게 없어지니까 얼굴이 이 올라가니까 얼굴이 주사 맞은 것처럼 탱탱탱. 아, mẹ tiên nói là nhờ tiên mua cho mẹ cái máy rửa mặt Foreo mà tiên thường hay dùng đó mọi người. Mẹ xài cái đó mẹ thấy cảm nhận rõ rệt luôn là đó cái da cái này chảy xệ nè. Rửa mặt mẹ đẩy 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 lên ghiếc mọi người nó căng bóng vậy đó. Mẹ tiên rất là thích cái máy đó luôn. 저녁에 안 쓰거든. 근데 얼굴이 호가 나. Mẹ không xài hả? Không, con cũng cho mẹ một cái thì mẹ có xài không? 엄마는 지금 절대 안 처지긴다. 이제 봐 살이 내 막 봐 không nhăn đó. 엄마 얼굴이 이쁜 얼굴이다 엄마는. Mẹ nhăn hơn bữa xưa. Bây giờ mẹ xài đi không nhăn. Mẹ chồng của nó cái mặt mẹ đẹp lắm á. Nhăn. Đẹp hơn quá. 엄마는 이쁜 얼굴이라 이보다 엄마가 옷을 이쁜 얼굴이니까 입도 이쁘고. Hết muốn dịch thông nhất anh nói cuộc sống này à. Mà mẹ chồng tiên nói sao mọi người biết không? Không muốn dịch luôn mọi người. Mẹ chồng ấy ma tới tới sáng mai ảnh nó còn sức rồi. Biết mẹ chồng nói sao? Cái đó thật sự mày ăn luôn đây. Mặt của mẹ con rất là đẹp, mặt mẹ con đẹp lắm, đẹp hơn con. Cái miệng, cái môi mẹ con cũng đẹp nữa. Rồi hỏi muốn dịch nữa không mọi người? Xin các thầy bôi xe rồi giờ đâu vừa. Nó mái của anh vậy là ngon quẹt cà phê cho bà xui uống mỗi ngày luôn. Đi chơi cà phê mềm mềm ba chi một xì tha tư đêm tao rồi. Anh nhìn đây nè, ông má rồi, nãy hôm mà hát xong hết cho cô xíp à. Ở từ mô hình nó ổn gì? Nhìn cái là một từng cả. Nhìn bà tôi muốn bữa nào tôi make up cho bà từ trên xuống dưới full make up cho bà ha, trang điểm đi. 내가 하는 식만 그 정도 하면 엄마 어떤 얼굴이 나올까 억수 궁금해. 나도 궁금해요. 안 맞죠? 저, 저, 저 바 full makeup 해. 방담 방váy 저거 kiểu 해. 추석에 내 장사를 한번 해봐야 돼. 어, Tết này Trung thu này không có bán nghỉ mấy ngày nè để cho đi đi tăng trang mà xui lại cái nhìn cho hú hồn chị mẹ. Gả bả nữa, gả mẹ chồng, gả mẹ, à, gả gả mẹ con. Cái đứa coi chừng cuộc, ôi tôi nói chắc chắc coi chừng cuộc, bố nè. À, cứ nói. Thôi, không nhiễm được đó con ơi. Không chịu rồi, tín dụ mẹ mà không chịu. Bố nói mạnh đến tại, nếu khuyết thật là không được. Gửi đi rồi, ai pha cà phê nữa. Trời ơi, cứ đê á, cứ đứt nè. Hắn trở lại, hắn tàn lắm. Ăn mình cho khỏe con ơi. À, anh ra gần đây, gà mẹ, bà lê chú, bà bê chú, bà bê chú, bà bê giờ lấy về làm gì trời, giặt quần giặt áo nấu cơm nấu nước nữa hả? Hơn ở mình cho khỏe đi, mẹ chồng tiên nói vậy đó. Trang nhưng mà tiên công nhận với mọi người là mẹ tiên nói rất đúng nha. Tiên bây giờ mà lỡ mà chưa có chồng tiên không có giá luôn, tiên thì biến lấy chồng. Anh cả cái nào, cứ xem cái này, à, chắc chắn chơi cũng được, một sáng thỉnh thoảng tôi hay nghĩ trời ơi cái gương mặt này mà trang điểm make up full make up lên thì nó sẽ như thế nào, lồng lộn cỡ nào ta. Nã nện còn con sao mẹ, hello bao mi con sao mẹ, mi này mẹ nói bốn đây à, mặt mẹ tao có hoài tao ngại chán chết. nhưng mà nể make up ảnh nó trên là mặt mộc mọi người có make up ảnh nó trên này à, make up hóa trang nó ai sơn cứ đi mà bỏ đứa nên để
lipstick bỏ đôi cục kích có à? Có xa kem chống nắng với son môi thôi, có làm gì đâu mà full makeup, có vẽ mắt vẽ mũi vẽ mày gì đâu. 내 별거 안 발라. 무슨로 바르고 이것도 안 해 나는. 아무것도 안 해. 그냥 내 땐 꼭 피부가 다 화성이 날 뭐 피니까. 화성타만. 어. 나는 귀찮았어. 땡이 땡 lười trang điểm. Chừng nào đi đâu, dự tiệc hay cho quan trọng thì mới trang điểm thôi. 네, 계속 한국에 있다 보니까 피부가 많이 희졌다니까. 많이 희져서 피부가 좋아져서 그런 게 있고 엄마는 그는 자체가 관리를 안 하고 막 계속 있으니까 까매서 그렇지 진짜 예쁜 얼굴이라고 잘 생긴 얼굴이다 이 말이다. 매 cho tôi nói mặt tiền ở Hàn Quốc, cũng như khí hậu bên này này cái này nãy này kia rồi nó trắng, kem phấn dưỡng da rồi nó trắng. Còn mẹ tiên là ở bên Việt Nam không có dưỡng gì trơn á, mẹ tiên không có bôi chân mà mình chỉ bôi dưỡng nó không bôi gì chứ. Giờ mặt con bánh phấn luôn á, để mặt mọc tự nhiên mặt bị mặt mặt mẹ tiên này chứ là không có bôi phấn. Ông mà tôi chịu cô đây cô cushion toàn ba lời. Này con kia. Không bôi phấn không bôi cushion. 내가 얼굴이 이렇게 갸름했거든. 좀 살이 쪄 버린 게 얼굴이 좀 늑둑해져. 엄마한테 얼굴 갸름했거든. 한국에는 갸름한 게 꼭좀 예쁜 얼굴이다. 그냥 좀 là bé mẹ chồng tôi nói là mặt mẹ tiên rất là đẹp. Này mà đem mà dưỡng lên cái nữa ha. Trắng lên cái nữa ha là đẹp gái lắm. Cô đồ. Gelan hình là con gelan hình. 계란 형이 참 예쁜 얼굴이야. 아, 나 그 막 말라 그 막 증, 그 막. 아, 안 phải, bên Việt Nam. 뭐 Việt Nam mình cái đàn hè. Bên Việt Nam mình hay nói mặt trái son á, nhưng bên Hàn người ta không có nói mặt trái son mà người ta nói là mặt quả trứng, mặt cái hình quả trứng á mọi người đẹp á. Nam hơn hơn nhớ, xanh cắt hơn. 너도 계란 형이야. 막 그냥 막 tam giác á mọi người. 형은 예쁘다니까. 와. 그만 수수 하면 끝. 아니, 내가 cái tật mà chán thì sao đây thì như vậy đó thì con mặt con nhà anh ấy biết xin tốt của tao mặt con mặt gì cái mẹ chồng tôi nói mặt con mặt cũng hình quả trứng luôn cái tôi nói gì con phải được mẩm thẩm mỹ sửa mũi cái nữa là đẹp ha cái mẹ nói thôi mưa cái gì đâu tao mà nhà mẹ ừ 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 어... 몸도 비슷해. 어머니도 살이 안 쪘거든. 내만큼만 쪘고. 누구야? 우리 시어머니가 어... 막 살이 쪄 아이라. 키는 내 비슷해. 키는 이거 제일 크다. 그리고 어머니와 내가 키가 비슷했거든. 아이봐, 쇼이 깜네, 깜지. 야? 오, 짱. 야, bây giờ là nói chung là mẹ tiên cũng giá đó, mẹ chồng tiên cũng giá đó. Có tiên là chưa giá thôi. Cho lành bon có chỗ nào giá rồi trời. Dạ yeah. Nè, thầy ca sao đi ta. Dạ. Hoàn toàn sao là sao ta giá cả. Dạ. Cái này kể ra là như được giá ta. Giá mãi rồi. Giá. Giá. Hoàn toàn sao là sao mà giá là anh ta. Mày nói bà bạn nghe gì kể cho mày cũng giá đó nha mày. Mấy người ở mình là giá hết đó. Mà dì kìa cháu có coi video của tiên không ta? Dì kìa cháu ý mua này để dọn sang bay á. Thả bún bà, mình chung của tôi. À, coi hết luôn, coi của mẹ, coi của tiên luôn quá trời, mắc cỡ rồi. Cảm ơn mì ta. Giá đó là. Mày đưa giá rồi. Tôi tỏ giá đó. Tụi bay toàn lỡ giá hết rồi đó. Mẹ chồng tiên nhắn gửi qua video với hỏi bạn gì. Cô rất là giá mạnh, mạnh như vậy á. Trời ơi, giá, giá dữ vậy đó hả? Con kia 혼자 사는 사람 편하다니까 이제 나이가 들었어 다. 그러니까 나이가 재혼하면 안 돼. 힘들어. Mẹ đi nói lớn tuổi rồi ở mình ơi là khỏe nhất chứ đừng có tái tái hôn. Mệt mỏi lắm. 이 반찬도 해야지, 빨래도 해야지, 밥도 해야지. 때 되면 밥 차려주러 가야지. 그래서 안 돼. Mà mẹ nói làm chi cho tới người lớn tuổi bên người trẻ thì cũng vậy nha. Chứ cơm chớm mình sao làm tôi tù. Giá trời ơi hè. Cơm chớm nói tôi sao mỗi chứ khỏi bên nào. Giờ người trẻ anh ta cũng khá giá lắm. Anh giá đó ăn mình. Anh tôi xé gì có? Mất kìa. Mất rồi. Chưa có xe. Ăn nè. Ăn nuôi này ngon. Ớt ngâm tương này ngon.
ngon, chua chua ngọt ngọt. Ớt ngâm tương ăn thịt nướng là chuẩn bài luôn á. Chúa 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 gì mẹ nia 아무리 나를 찾아봐도 나는 니 안 준다 이 말. 니 꼬리 니 니 꼬리지 내 꼬리나. 아, nó nhìn cho nó ghiền luôn. Mày thèm tao đâu thèm. 우리 옛날 말이 한국 말이 그런 게 있다. 맛있어요. 아무리 찾아봐라 내 언니한테 가는 그 말이. Nhìn nhìn chứ có không ai chịu đâu. Quay xệ bắt nghệ vô mồm. Kiểu vậy á. Bắt lại cái gì á. Ừ. Bắt lại cái gì á. Để ăn hết cơm này. Cảm ơn nè. Chú mày nói mày xèo. Không nói bị. Bắt ta. Bà chú giá. Giá bùi ập ta. Giá bùi ập ta. Chứng luôn. Còn giá không mà. Mà chồng tôi nói còn giá không này thấy không. Cà cơm 21 cái này cầm mà thế này vậy. Vậy nói tiếng gì cười. Lâu lâu ăn món giá này ngon. Lâu lâu ăn cà cơm giá mà xin nè hả. Lâu ăn giá ngon mẹ. Cái nó mà nè, nhìn cái tạ tư mùa. Ồ. Cái mày cầm tiếng nói. Ừ, mày em mày ăn tao với mẹ mày đi. Đó giờ. Giá nè, giá nè. Ok, hôm nay cảm ơn mọi người đã xem video của Tiên nha. Đăng ký nhấn chuông lên và comment ủng hộ cho kênh Về One TV và trang Facebook của Kiều Tiên. Tạm biệt mọi người. Cảm ơn. Ôi trầm nho. Ồ, ăn nho đi mẹ. Biết chưa được.